Đã thành thông lệ, cứ đến mùng 8, mùng 9 tháng Giêng, các vạn trài trên đảo Lý Sơn thực hiện lễ cầu ngư để bà con ngư dân ra khơi, đánh bắt hải sản mùa biển mới. Cứ sóng ra Hoàng Sa, Trường Sa đầu xuân mới không chỉ mang theo niềm tin, hy vọng thuyền về chở nặng cá tôm. Những ngư dân đất đảo còn thể hiện trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Lễ cầu ngư được truyền nối hàng trăm năm qua trên đất đảo, được tổ chức tại các vạn thờ thần Nam Hải. Lễ cầu ngư được thực hiện với tất cả lòng thành kính của ngư dân với thần linh, xin phép mở biển đầu năm mới và cầu mong thần linh che chở cho ngư dân nơi biển khơi luôn được bình an, thuyền về chở nặng cá tôm. Lễ cầu ngư này hàng năm chứ lại đều có, là bởi vì là cầu ra cho luôn, là dân oan giặc thành đến thứ nhất, qua đếm thôi là có nhiều, đánh bắt thì nhiều, bà con được vui vẻ. Và hơn nữa là thế nữa là cũng cầu là bên ngư dân tán tời, tán lộc, tán mình oan, không có trở ngại vì xa ra. Lễ cầu ngư không chỉ là thể hiện ước vọng mùa biển mới mưa thuận gió hòa, thuyền về chở nặng cá tôm, mà còn là tiếp nối nguồn sử liệu, bằng chứng xác định về chủ quyền biển đảo. Lễ cầu ngư đã tiếp thêm sức mạnh, giúp ngư dân Lý Sơn vững tin hơn trong hải hành ra Hoàng Sa, Trường Sa. Vươn khơi bám biển không chỉ là mưu sinh mà còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân với chủ quyền của đất nước. Ngư dân chúng tôi sống không thể coi như thiếu biển, và trước mắt lễ coi như là bám biển để là làm về kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thì người dân Lý Sơn đánh bắt ở các cái vùng biển hầu như là vừa là phát triển kinh tế, họ vừa là cái người chiến sĩ bảo vệ cái chủ quyền biển đảo, thể hiện mình trên các cái vùng biển mà ông cha ta xưa nay cũng đã có mặt ngay từ bước đầu của triều Nguyễn. Thì để phát huy cái truyền thống này, chúng tôi cũng rất chi là trân trọng và cũng chỉ đạo các cơ quan, nhất là trong cái việc mà tuyên truyền để cho người dân tiếp tục tự hào về cái truyền thống yêu nước của ông cha bảo vệ các chủ quyền các cái biển đảo. Sau lễ cầu ngư, tàu cá ngư dân Lý Sơn nạp đầy đủ nhiên liệu, đá lạnh, ngư cụ, kiểm tra trang thiết bị nghề cá lần cuối, rồi sẽ cho tàu rẽ sóng ra khơi, mang thêm niềm tin, kỳ vọng một mùa biển bội thu. Lý Sơn có trên 550 tàu cá, trong đó hơn một nửa tàu cá đánh bắt xa bờ. Một mùa biển mới, ngư dân kỳ vọng khai thác trên 32.000 tấn hải sản trong năm, giá trị đạt trên 1.570 tỷ đồng.